Em Tuyến kính chào các bác. Hôm nay em lại gửi đến các bác một video giới thiệu anh các bác đến 6 bộ sản phẩm từ những âm ly bình dân đến cao cấp. Thì đầu video thì Tuyến xin giới thiệu đến các bác đến một con âm ly dòng này, dòng Victor các bác nhé, GAS41. Con này nó ra đời thì nó cạnh tranh với lại dòng 7800 mắc đôi. Đương nhiên là con này nó không thiết kế đồng hồ, nhưng mà phần thiết kế thì na ná giống 7800 các bác nhé. Toàn bộ là thiết kế cũng ná giống 7800 nên là chất âm của nó rất là hay. Bởi vì nếu mà các bác nhìn 7800 thì các bác sẽ khá là quen thuộc với lại một cái biến áp lớn và hai quả tụ nọc nguồn đối diện biến áp rất là na ná giống nhau. Và ngay cả những từ đèn thúc xanh đen di nguyên bản. Và con này ưu điểm của nó là nó đánh sò sát các bác nhé. Nó đánh 4 sò sắt dòng ép đúng như dòng 7800. Tuy nhiên là 7800 là đánh 4 sò than, con này đánh 4 sò sắt. Chất âm sò sắt thì khá nổi trội với lại âm bát mạnh và chi tiết. Nên là rất được các bác là lựa chọn dòng sò sắt rất là nhiều bởi vì chất âm của nó khá là hay. Và dòng này cũng là cho công suất tương ứng như 7800, cho công suất là 160W các bác nhé, 160W. Ở đây thì nó chỉ có bụi bẩn nhé. Cái này thì tình trạng là chỉ có bụi bẩn thôi, còn đẹp xuất sắc luôn nhé. Con này thì đánh hai cổng loa A và B, trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Và công suất là 160W, đúng như 7800. Và đương nhiên là con này nó chỉ thua về thương hiệu của Pioneer. Và nếu mà nói về chất âm con này cũng không kém, nhưng mà cái giá của nó lại cực kỳ tốt để cho các bác chơi. Con này nâu nớt đầy đủ các bác nhé. Và với con âm ly GAS41 hôm nay em Tuyến để cho các bác với giá là 3.400.000 đồng nhé, 3.400.000 đồng. Một cái mức giá chỉ bằng chưa bằng nửa con 7800, mà chất âm thì không thua kém gì các bác nhé. Toàn bộ là zin, linh kiện là zin tuyệt đối, không một mối chấm hàn, từ đèn thúc xanh đen và sò sắt đây, rất là đẹp và rất là chất. Và nó con này nó cũng thiết kế hai biến áp đúng như 7800, nó cũng na ná giống nhau bởi vì nó ra đời để cạnh tranh nhau nên là nó thiết kế cũng na ná giống nhau các bác nhé. Bởi vì 7800 cũng mua sử dụng một biến áp bé và một biến áp to thì con này cũng thế. Và với giá con này chỉ có 3.400.000 đồng, một cái mức giá cực kỳ là đáng để đáng chơi các bác nhé. Vừa chất lượng vừa hay, dòng Victor khá nổi tiếng với chất âm cực kỳ là dễ phối ghép luôn. Tiếp theo em giới thiệu các bác đến một con âm ly Mazang. Con này có model là PM80 các bác nhé. PM80 thì những các bác nào yêu mến những dòng thuần cờ nát A thì không thể bỏ qua Mazang. Bởi vì Mazang thì luôn luôn cho chất âm hay, về độc đáo, về sở hữu cờ nát A của Mazang thì hầu như là nó cũng là đầu bảng rồi. Mà những dòng mà cờ nát A thì càng đánh càng hay. Con này nó tuy nó không chuyển đổi chế độ tự động như dòng đàn anh, nhưng mà con này thì nó khi các bác chơi cờ nát A thì các bác ấn vào thì nó sẽ nổi cờ nát A. Để các bác đánh những sảy thấp thì cho chất lượng âm thanh thì càng đánh càng hay. Đấy. Tình trạng con này thì nó về nó mặt mũi thì thỉnh thoảng nó có mấy cái đúng đúng trắng này, hơi đấy, nó có mấy cái đúng đúng trắng thì hôm nay em xả giá cho các bác. Con này nó thiết kế hai hồi gang rất là nặng. Và con này cho công suất lên đến 220W các bác nhé. Con này là công suất 220W. Tổng quan con này cũng khá là đẹp luôn, khá là đẹp luôn. Đánh hai cầu loa A và B, trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm, cực kỳ dễ phối ghép loa. Và con này là sở hữu hai quả tụ như hai non coca và một biến áp lớn. Và đặc biệt là đánh 8 sò xanh đen. 8 con sò xanh đen zin nguyên bản luôn nhé các bác nhé. 8 con sò xanh đen zin nguyên bản, mỗi một vế là 4 con, hai vế là 8 con. Bởi vì nó dòng công suất lớn nên là con này chất lượng âm thanh thì cực kỳ tuyệt vời. Và cũng khá là đánh được những dòng loa đời cây cột hay là những dòng loa cổ rất là tốt. Mà răng đặc biệt là đánh dòng loa Mỹ thì khỏi phải bàn. Tổng quan con này thì cực kỳ cũng không đến nỗi nào xấu, cũng rất là đẹp. Đương nhiên nếu mà nhìn thật tinh thì các bác mới thấy mấy cái núm đốm đi. Đấy, mấy cái núm đốm nhỏ thôi. Thì hôm nay em xả giá với con Mazang PM80. Hôm nay em Tuyến để cho các bác với giá là 3 thanh lý cho các bác với giá là 3.500.000 đồng. Chỉ có 3.500.000 đồng các bác sở hữu một con hàng gấu khủng luôn nhé các bác nhé. Con này cũng thể thuộc model gấu khủng gần hết số quả hãng nhé. Nó chỉ thua mỗi con PM90 thôi. Đây, tổng quan cực kỳ là đẹp luôn.
Nó chỉ thua mỗi con PM90 nên là chất âm của nó thì cũng cực kỳ đình đám luôn. Hai cổng loa AB. Đấy. Máy móc của nó rất là đẹp luôn, tổng quan máy móc cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Với giá là hôm nay em Tuyến xả giá để cho các bác với giá chỉ có 3 triệu 500 nghìn đồng. Và tiếp theo em giới thiệu các bác lại đến một em cũng là dòng đầu bảng của dòng A các bác nhé. Dòng đầu bảng của dòng A. Dòng này model là A980, dòng đầu bảng của Pioneer. Thiết kế mặt vàng chanh rất là đẹp, mặt vàng chanh. Đây là chỉnh bát chéc và đây là volume. Và khi các bác đã điều chỉnh nong nớt hay là phân loa đấy, balance thì các bác mở ra. Ở đây thì nó đánh hai cầu loa A và B, nong nớt đây các bác nhé, nong nớt đây. Con này nó là một model là hết số luôn của Pioneer nên là thiết kế rất là gấu. Từ biến áp nguồn cực kỳ đẹp và rất là chất, hai tụ nòng nguồn rất là to và đặc biệt đánh bốn con sò san ken hai vít các bác nhé, bốn con sò san ken vít lớn zin nguyên bản luôn nhé, bởi vì dòng này dòng hết số nên là nó sử dụng đến sò san ken. Dòng này dòng san ken dòng cực đại luôn, dòng hai vít to nhất rồi ở thị trường, nếu mà nói về sò san ken loại này là to nhất rồi các bác nhé. Con này thì chất âm thì rất là tuyệt vời, rất hay luôn. Và con này cho công suất lên đến 185W các bác nhé, 185W. Đây là cái này nó bẩn thì em sẽ lau chùi cho các bác sau nhé. Bẩn. Đánh hai cầu loa A và B và đương nhiên con này đánh từ 6 cho đến 16 đến 32 ohm. 6 đến 32 ohm các bác nhé. Thoải mái cho các bác chơi bất kể những dòng loa nào khó tính, và đặc biệt cũng những con này đánh những dòng loa 6 ohm cực kỳ là hay luôn. Rất là hay và chất âm bát của con này, bát chép con này cực kỳ nổi luôn. Từ đèn thúc xanh đen còn zin nguyên bản này nha các bác nhé. Đấy, đèn thúc xanh đen này, đèn thúc xanh đen này, zin tuyệt đối chưa một mối chấm hàn nào luôn nhé. Rất là zin và rất là đẹp. Và với con đầu bảng của Pioneer dòng A980, hôm nay em Tiến để cho các bác với giá là 3 triệu 800 nghìn đồng nhé các bác nhé. 3 triệu 800 nghìn đồng một con âm ly hết số, đời cao chót vót của Pioneer. Con này đánh thì các bác có thể kết hợp với vang số, hát karaoke cũng rất là tuyệt vời, bởi vì con này chất âm thì đánh được những dòng loa bass 340 không phải nghĩ các bác nhá. Bởi vì dòng hết số này thì đánh cực kỳ mạnh bởi vì con này công suất lớn. Đấy, rất là chất, mặt vàng chanh rất là đẹp, các bác trưng bày cũng rất là đẹp, thiết kế rất cách điệu luôn. Cực kỳ chất, từ hai toàn nhiệt xương cá đặc trưng của Pioneer. Với giá chỉ có 3 triệu 800 nghìn đồng. Và tiếp đến em giới thiệu các bác đến một model đầu CD, một model cao cấp của Sony. Nói đến đầu CD Sony thì là hầu như là đứng đầu rồi. Và rất là chất. Con này thiết kế mặt là vàng gold. Rất là đẹp luôn. Dòng X365ES các bác nhá. Đây. Từ em test luôn cho các bác. Từ cơ cái ra vào đây. Rất là êm ái luôn. Mà đây là đĩa này, đĩa sao chép, đĩa phono, đĩa sao chép các bác nhé. Đĩa phono một trong những cái loại đĩa rẻ tiền nhất thị trường. Đấy, em test bằng cái loại đĩa rẻ tiền nhất thị trường cho các bác để cho các bác xem. Đấy, buông tay là đọc luôn này. Đấy, em bấm này. Đĩa quay cái là đọc luôn này. Con này cực kỳ chất lượng luôn, hầu như không kém bất kể một dòng đĩa nào luôn. Đấy, em bấm bài nào là buông tay là đọc luôn này. Các bác nhìn nhé, em bấm số, bác nhìn khi số dừng cái là đọc luôn này. Đấy. Riêng mắt con này thì khỏi bàn rồi và rất là chất. Từ máy móc nó thiết kế thì những dòng cao cấp này thì khỏi không phải nghĩ đâu các bác nhé. Hai biến áp riêng biệt là một biến áp nó cho phần nguồn và một biến áp cho phần âm sắc. Rất là chất luôn. Từ vỉ mạch nó thiết kế hai vì từng vỉ mạch, một từng vỉ dưới và một từng trên. Đặc xoắn mạch luôn, từ IC giải mã của những dòng cao cấp này thì chất âm thì khỏi bàn. Và đặc biệt là những dòng cao cấp này nó đều được mạ đồng 100% các bác nhé. Các bác cứ yên tâm, từ những con âm ly hay là những cái con đầu CD cao cấp thì đầu tiên là được mà mạ đồng chống nhiễu để cho cái chất lượng âm thanh tốt nhất, nên là những dòng này thì cũng không ngoại lệ. Ở đây thì nó có hai đường tín hiệu ra, một đường tín hiệu qua phần rề đằng trước, một đường tín hiệu ra thẳng. Và với con này thì là tình trạng là đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Đấy. Rất là đẹp, mặt vàng gold. Và với con dòng Sony cao cấp 365ES, hôm nay em Tuyến con này thì nó có cả ma gỗ luôn. Em nói luôn là em tháo ma gỗ đâu rồi, đây ma gỗ bóng piano của nó đây. Rất là đẹp luôn. Đấy. Thì với con đầu CD Sony 365ES, hôm nay em Tuyến để cho các bác với giá là 6 triệu 500 nghìn đồng nhé.
triệu 500 nghìn đồng một con âm đầu CD cao cấp này, rất là chất lượng luôn. Và tiếp đến em giới thiệu một model là dòng cũng dòng đầu bảng của Marzal. Dòng này có model là PM94 các bác nhé. Một model hết số và con này thì rất nhiều ưu điểm để cho các bác chơi. Đặc biệt là những dòng này thì đánh những dòng loa hạng nặng như AR90 hay là JBN hạng nặng thì không thể thiếu những con này. Đó. Và với con này thì là cái ưu điểm của nó là nó đánh 16 con sò móc phép các bác nhé. Đây là nó sẽ đề luôn ở đây là móc phép. Móc phép tức là dòng sò móc phép. Con này thì nó có một cái ưu điểm là khi các bác chơi giải tầm khoảng độ 9 giờ thì nó sẽ đánh cờ nát A, là lúc đấy là giải của nó là từ 0 cho đến 45W. Và khi các bác chơi trên 9 giờ giờ lên thì nó tự động nó chuyển đổi sang cờ nát B. Và khi các bác đánh cờ nát B, công suất đẩy lên đến 220W một kênh các bác nhé. Con này quá khủng khiếp luôn. Và đây là bộ máy của nó. Nó sử dụng một biến áp nguồn xuyến cao cấp và 4 tụ nọc nguồn như 4 lon bia. Và 16 con sò, ở đây là 6, mỗi bên này là 6 con. Và bên hông này là 2 con, là 8 con. Đây, các bác nhìn rõ nhé. Ở đây là 2 con này, và ở đây là 6 con. Là tổng là 8 con một vế. Đấy, bên này cũng vậy, 8 con một vế. 6 con, 8 con xanh và 8 con đen các bác nhé. Đấy. Từ những cái khung sườn này nó mạ đồng 100% để chống nhiễu cực kỳ cho chất lượng âm thanh tốt nhất. Bởi vì những cái dòng này là đây, các bác nhìn nhé, nó mạ đồng rất là đẹp luôn. Được mạ đồng 100% luôn. Mà con này thì nói chung là cũng cực kỳ hiếm, cũng không có nhiều đâu. Dòng hết số quả Marzal. Con này thì chất âm thì còn đánh còn hay hơn 907 quả Sansui rất là nhiều. Nên được nhiều các bác lựa chọn. Bởi vì con này nếu mà nói về 907 của Sansui thì không có cửa để so với Marzal này rồi. Con này đã ưu điểm là có cả cầu chữ U để các bác có thể nằm rề, nằm pau, rất là tiện. Và dòng PM94 này công suất tiêu thụ là 390W. Nhưng mà công suất đa loa nên đến tối đa là 220W một kênh các bác nhé. Tiêu thụ là có 390W nhưng mà công suất đa loa lại cực kỳ khủng. Đấy. Công suất lên đến 220W một kênh. Trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm, không kém bất kể những dòng loa nào. Đây các bác nhìn từ đít đáy của em nó đây, rất là đẹp luôn. Có thể nói là đẹp mỹ mãn luôn. Không có một tì vết nào luôn các bác nhé. Không có một tì vết nào. Rất là đẹp và rất là chất. Đấy, em quay tổng thể luôn cho các bác xem. Từ máy móc đây, rất là đẹp luôn. Một con hàng rất là khủng luôn. Đấy. Em quay luôn cho các bác này. Các bác để ý kỹ luôn cho em. Rất là em quay chi tiết luôn để cho các bác xem. Mặt mũi là không có chảy xước gì. Rất là chất. Và với con PM94 hôm nay em tuyến để cho các bác với giá là 15 triệu đồng nhé. 15 triệu đồng cho con Marzal PM94. Đẹp mỹ mãn luôn. Rất là chất. PM94. Với giá chỉ có 15 triệu đồng. Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một model Paure. Hàng này thì cũng là hàng đầu bảng của Victor. Con này có model này M3030 các bác nhé. Và P3030 là con rề. Rề của nó là P3030 và pau của nó là 3030. Con này thì thiết kế thì quá khủng khiếp rồi. Bởi vì từ thiết kế nộ thiên rất là đẹp. Các bác trưng bày cũng rất là chất. Bởi vì những dòng này nó ra đời năm 1977 các bác nhé. Con này ra đời năm 1977 đến bây giờ là cũng là gần 50 năm rồi. Mà nó còn đẹp mỹ mãn như này. Đấy. Các bác nhìn nhé, tổng quan con này thì cực kỳ là đẹp và rất là chất. Con này thì công suất của nó là 245W các bác nhé. Nhưng mà công suất đấy là pau không. Và rề của nó là 10W thôi. Nhưng mà công suất pau của nó là 245W. Thì nó là tổng quan của nó là nó cho công suất là hơn 100 đến 150W một kênh. Đánh từ 4 ohm. Trở kháng từ 4 cho đến 16 ohm. Mà đặc biệt những con này thì nó sở hữu cho mình 3 biến áp các bác nhé. Rất là khủng khiếp luôn. 3 biến áp. Một biến áp nguồn và một biến áp, 2 biến áp xuất âm. Theo phong cách kiểu Mark Intox các bác nhé. Đấy. Theo phong cách của Mark Intox. Ở đây thì nó sở hữu cho mình 8 con sò của Hitachi. Đây là bên này 2 con. Và bên này 2 con. Là 4. Và đây ở đây thì nó sở hữu cho mình 4 con. Đây em sẽ bỏ luôn cho các bác xem luôn.
bốn con, tổng là 8 con sò sắt của Hitachi. Nên chất âm con này khá là nổi tiếng và rất là hay. Các bác nào yêu mến theo phong cách đèn thì không thể bỏ qua những con này, bởi vì con này cho chất âm không kém gì âm ly đèn, mộc mạc chi tiết mà rất là sắc nét. Đấy, các bác nhìn máy móc từ đèn thúc xanh đen còn zin nguyên bản luôn nhé, đèn thúc xanh đen còn zin nguyên bản luôn. Đấy, đây đèn thúc xanh đen của em nó đây, rất là đẹp và rất là chất luôn. Tổng quan máy móc thì cực kỳ là zin tuyệt đối, có thể nói là zin tuyệt đối, không một mối chấm nào, rất là đẹp và rất là chất. Đây, từ cái bộ rề của nó này không có một vết xước nào luôn các bác nhé. Đây, em quay luôn cho các bác là các bác nhìn nhé, không một vết xước nào, rất là đẹp luôn. Và những thiết kế rất là tỏa nhiệt hướng về phía trước, rất là phong cách và rất là đẹp, mà một trong những model rất là hiếm, bởi vì ít khi mà về được những con này các bác nhé, ít khi về được những cái bộ như khủng như này. Và đấy, các bác nhìn ba quả biến áp của nó quá khủng khiếp luôn và rất là chất luôn. Và với bộ power rê của Victor dòng M3030 và P3030 thì hôm nay em tiến để cho các bác với giá là 16 triệu đồng nhé. 16 triệu đồng cho bộ power rê đẹp mỹ mãn này và rất là khủng, các bác nghe nhạc hay và trưng bày cũng rất là đẹp luôn, khá là đẹp luôn. Đấy, phong cách lộ thiên trông như kiểu mang in tóc của Mỹ ra đời những năm 77. Mà con này em nói luôn là cái giá xuất xưởng của nó khá là cao, nên tới gần 200.000 yên, gần 200.000 yên các bác nhé, nó đắt gấp 4 lần so với lại con 7800. Đấy, thì các bác đủ hiểu nó là thuộc hệ cao cấp như nào rồi. Thời bây giờ năm 73, năm 1977 mà nó lên đến gần 200.000 yên các bác nhé. Đấy, các bác có thể tra vào Google để biết thông tin về nó. Và hôm nay em Tiến vừa giới thiệu cho các bác đến 6 bộ sản phẩm. Thì các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào thì cứ liên hệ trước cho em Tiến theo số điện thoại của em là 0917838969, Zalo của em là 0129984886, địa chỉ của em Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định các bác nhé. Và tất cả các sản phẩm em vừa báo giá trên, các bác nào nhu cầu mua thì đối với những sản phẩm nào dưới 10 triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 500.000 đồng. Và với những sản phẩm trên 10 triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 10% giá trị sản phẩm các bác nhé. 10% giá trị sản phẩm để em gửi hàng cho các bác. Và em cũng nói rõ luôn là toàn bộ giá em vừa báo trên là chưa bao gồm phí vận chuyển. Thì các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em Tuyến thì để em tư vấn. Và em Tuyến cũng xin phép được dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã luôn quan tâm và ủng hộ em Tuyến rất là nhiều. Em Tuyến kính chào các bác.